Hi, xin chào mọi người, mình là Irene đến từ Coi68 TV và chào mừng anh em đến với một video tiếp theo của tuần qua có gì. Anh em hãy cùng theo dõi video này để biết được những thông tin blockchain và crypto quan trọng trong tuần vừa qua nhé. Và bây giờ anh em hãy cùng bắt đầu vào video cùng Irene thôi. Nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Coi68 TV cũng như là ấn vào nút chuông nhỏ nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ những video mới nhất của tụi mình nhé. Đầu tiên đó chính là BlackRock xác nhận lập ETF Ethereum Spot. Ethereum thì nhảy vọt lên đỉnh 6 tháng. Và tối ngày 9 tháng 11 thì cộng đồng tiền mã hóa đã xôn xao trước thông tin là BlackRock đã chuẩn bị thủ tục mở ETF Ethereum Spot khi mà đăng ký nó tại Delaware. Thông tin này thì đã đủ để đẩy giá của Ethereum từ mốc là $1,950 tăng lên mốc là $2,050, tức là khoảng 100 giá. Đến rạng sáng ngày 10 tháng 11 thì BlackRock đã chính thức xác nhận về sự tồn tại của ETF Ethereum Spot khi mà gửi đề xuất thành lập lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ. Quỹ thì sẽ có tên chính thức là iShares Ethereum Trust do sàn chứng khoán Nasdaq niêm yết và hỗ trợ giao dịch. Đơn vị lưu ký Ethereum cho quỹ sẽ là sàn tiền mã hóa Coinbase. Như vậy thì đây là đề xuất ETF Spot thứ hai được BlackRock thiết lập cho các tài sản tiền mã hóa sau khi quỹ iShares Bitcoin Trust. Bên cạnh BlackRock thì nhiều tổ chức khác bao gồm là Grayscale, ARK Invest, VanEck, ProShares và Valkyrie thì đều đã gửi lên SEC các cái đề nghị xin mở ETF Ethereum Spot trong thời gian qua sau khi Ủy ban Chứng khoán chấp nhận loạt ETF Ethereum Future vào tháng 10 vừa rồi. Tuy nhiên, xác suất để ETF Ethereum Spot được phê duyệt ở trong tương lai gần như là không cao bởi vì SEC thường mất nhiều tháng để cân nhắc và đến nay thì Ủy ban vẫn chưa cấp phép cho bất kỳ đề xuất ETF Bitcoin Spot nào vì lo ngại về gian lận và thao túng thị trường. Xong, nhiều nhà phân tích thì cho rằng SEC đang có nhiều tín hiệu chuẩn bị cho việc chấp thuận ETF Bitcoin Spot, đặc biệt là sau khi gặp thất bại pháp lý trước Grayscale. Họ còn dự đoán về khung thời gian là từ ngày 9 tháng 11 cho đến 17 tháng 11 để SEC có thể phê duyệt thêm 12 đề xuất ETF Ethereum Spot cùng một lúc. Giá của Ethereum thì trong sáng ngày 9 tháng 11 đã tiếp tục nối dài đà tăng trưởng lên mốc là $2,132, cao nhất kể từ tháng 4 năm 2023, bất chấp nhịp điều chỉnh nhẹ của Bitcoin. Ngoài ra thì trong danh sách các altcoin tăng trưởng đáng chú ý trong thời gian qua thì còn có FTT, đồng coin của sàn cũ là FTX. Dù đã bị đơn vị tiếp quản FTX tuyên bố là khai tử, thế nhưng FTT thì vẫn còn được hỗ trợ giao dịch ở trên nhiều sàn lớn khác. Vào hôm ngày 9 tháng 11 thì chủ tịch SEC cũng đã đưa ra bình luận để ngỏ khả năng FTX có thể là được một tổ chức khác mua lại và khôi phục hoạt động, khiến giá của token FTT tăng đến hơn 2 lần. Đơn vị tiếp quản của FTX thì cũng thừa nhận đang xem xét các đề nghị hỏi mua lại FTX từ các bên giấu tên. Ấn tượng hơn nữa là Gas, đồng token trả phí của blockchain Neo, từ mức giá $5 vào cuối tháng 10 lên mức là $24 khi mà có tin Neo trở lại và sẽ xây dựng một sidechain liên kết với Ethereum. Ngoài ra thì các token hệ liquid staking như là Lido này, Rocket Pool hay là SSV.network thì cũng ghi nhận mức tăng lên đến hơn 20% nhờ vào Ethereum. Trong 24 giờ vào ngày 10 tháng 11 thì đã có gần 500 triệu USD lệnh phái sinh bị thanh lý, phần lớn thì nằm ở Bitcoin và Ethereum với tỷ lệ short chiếm tới 55,18%. Đây là mức thanh lý lớn nhất kể từ cú đâm hôm ngày 18 tháng 8 đưa Bitcoin về $25,000 với tổng thanh lý đạt gần 1 tỷ đô. Tin tức thứ hai là xuất hiện thông tin giả mạo về việc chính phủ Việt Nam muốn quản lý việc kiếm tiền từ X hay là Trader cũ và các hội nhóm tiền ảo. Chiều ngày 6 tháng 11 thì mạng xã hội X xôn xao trước thông tin rằng chính phủ Việt Nam bắt đầu có những động thái pháp lý đầu tiên nhắm vào hoạt động giao dịch crypto trong nước. Thông tin thì xuất phát từ một bài đăng của tài khoản cổng thông tin chính phủ có tích xám dành cho những tổ chức thuộc chính quyền do X công nhận. Do đó thì nhận được rất nhiều sự chú ý và chia sẻ. Theo đó thì tài khoản này khẳng định vào sáng ngày 6 tháng 11 thì chính phủ Việt Nam ban hành nghị định số 82/2023/NĐ-CP về việc thống nhất theo dõi và kiểm soát chặt chẽ các nhóm cộng đồng tiền ảo cũng như là nhận tiền từ việc xem quảng cáo ở trên X. Tuy nhiên, đến tối ngày 6 tháng 11 thì trang Facebook của cổng thông tin chính phủ có tích xanh ở trên mạng xã hội thì đã đăng bài cảnh cáo người theo dõi về việc kênh truyền thông của nhà nước đang bị mạo danh ở trên Twitter. Đến thời điểm Irene quay video này thì bài viết tuyên bố về nghị định nói trên cũng như là cả tài khoản X hiện đã bị xóa. Vẫn chưa rõ tại sao X lại có thể cấp tích xám cho một tài khoản như vậy. Theo ghi nhận của Coi68 thì tài khoản này ban đầu chỉ
có gần 60 bài đăng và đã ngừng hoạt động kể từ tháng 5 năm 2023. Nhưng đến ngày 6 tháng 11 thì lại bất ngờ cập nhật tin tức về chính phủ Việt Nam trở lại. Danh sách theo dõi thì cũng gồm những tài khoản có tích xám khác của chính phủ Việt Nam nhằm gia tăng độ tin cậy. Tin tức tiếp theo là Viettel phủ nhận việc hợp tác với ví MetaMask và dự án crypto. Gần đây thì cộng đồng tiền mã hóa cũng lan truyền hình ảnh chụp màn hình một ví MetaMask của người dùng, trong đó có Viettel Money là một trong những phương thức thanh toán bên cạnh các lựa chọn thẻ Visa, Mastercard. Hình ảnh này thì đã gây xôn xao không chỉ trong cộng đồng crypto Việt Nam mà còn lan tỏa cả cộng đồng toàn cầu ở trên Twitter. Vì đây thì được xem như là một động thái vô cùng bất ngờ đối với Viettel Money nói riêng và cả Viettel nói chung. MetaMask là một trong những ví crypto tự lưu ký hàng đầu thị trường, hỗ trợ người dùng chuyển nhận đa dạng các đồng tiền mã hóa. Nhưng vì pháp lý crypto hạn chế trên nhiều quốc gia, thế nên MetaMask cho đến thời điểm hiện tại vẫn chỉ cho phép người dùng có thể sử dụng một số tùy chọn thanh toán ít ỏi là thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng Visa, Mastercard và Apple Pay. Chính vì vậy, tin đồn MetaMask tích hợp Viettel Money đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng tiền mã hóa cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trao đổi với báo Vietnamnet thì đại diện tổng công ty dịch vụ số Viettel cho biết Viettel Money không hợp tác với bất kỳ sàn, đối tác nào để mua bán tiền mã hóa. MetaMask thì cũng không phải là đối tác của Viettel Money. Khi người dùng nhấn vào mua crypto ở trên ví MetaMask thì mặc dù hiển thị logo của Viettel Pay, nhưng khi tiến hành các bước tiếp theo thì lại dẫn qua nền tảng là onram.money để thực hiện chuyển khoản tới các đối tác ngân hàng tại Việt Nam. Phía Viettel thì khẳng định sẽ liên hệ với MetaMask yêu cầu họ gỡ bỏ logo ra khỏi website để tránh nhầm lẫn đáng tiếc. Tin tức tiếp theo là Binance ra mắt ví tự lưu ký Binance Web3 Wallet. Và chiều ngày 8 tháng 11 vừa qua thì như đã úp mở trước đó, Binance đã thông báo ra mắt sản phẩm mới của họ là ví Binance Web3 Wallet. Đây thì là ví crypto lưu ký được tích hợp trực tiếp trong ứng dụng Binance mà người dùng sử dụng ở trên điện thoại di động. Binance thì cho biết muốn đưa ví trở thành cánh cổng thân thiện nối liền giữa sàn giao dịch và Web3 nhằm mục đích là hỗ trợ người dùng tương tác đa blockchain, giao dịch hàng ngàn token, sử dụng hàng loạt dApp chỉ trong một ứng dụng ví duy nhất. Ông chủ của sàn Binance là CZ thì chia sẻ, các loại ví Web3 không chỉ đơn thuần nhằm mục đích là lưu trữ tài sản số, mà chúng còn là một phần không thể thiếu ở trong lĩnh vực Web3, trao quyền tự chủ tài chính cho tất cả mọi người. Các tính năng nổi bật của ví thì bao gồm, thứ nhất là swap token cross-chain. Tính năng này được phát triển để tận dụng sức mạnh của Binance Bridge và các sàn DEX hàng đầu để giao dịch lượng lớn token ở trên nhiều chain khác nhau nhưng vẫn duy trì được trượt giá thấp. Tính năng thứ hai là chuyển tiền liền mạch, chuyển token dễ dàng giữa sàn Binance với ví Binance Web3, giữa CeFi, DeFi với Web3 một cách liền mạch hơn. Tính năng tiếp theo là bảo mật tăng cường và cảnh báo rủi ro. Với tính năng này thì chúng ta sẽ nhận được cảnh báo với mọi rủi ro bảo mật tiềm ẩn liên quan đến token hoặc là blockchain thông qua ví. Như vậy thì Binance Web3 Wallet đã trở thành đối thủ cạnh tranh của MetaMask và Trust Wallet, hai ứng dụng ví crypto hàng đầu hiện nay. Bản thân Trust Wallet thì cũng thuộc hệ sinh thái của Binance sau khi được sàn này mua lại vào hồi năm 2018. Trước Binance thì đã có rất nhiều sàn sách khác như là Coinbase hay là OKX thì đã phát triển sản phẩm ví Web3 của riêng họ. Các ví này thì được tích hợp thẳng trong ứng dụng của sàn, cung cấp thêm các tính năng DeFi để giúp người dùng có nhiều lựa chọn hơn. Giá của BNB thì không có quá nhiều phản ứng trước thông tin này. Trong khi đó thì giá token TWT của Trust Wallet thì có mức đăng khá mạnh, giảm hơn 9% trong khung 24 giờ. Thông tin tiếp theo là Wintermute tố Near Foundation Bụi Tín mua lại stablecoin USN với mức giá thấp hơn 80%. Vào rạng sáng ngày 8 tháng 10 thì cộng đồng cũng dậy sóng với drama mới nhất giữa Wintermute và Near Foundation. Theo đó thì CEO của Wintermute cho biết là market maker của ông không còn là bạn bè với Near Foundation và Aurora Labs. Nguyên nhân của sự việc thì bắt đầu từ việc USN, một đồng stablecoin thuật toán theo mô hình Luna USD, được phát hành ở trên Near Protocol vào tháng 4 năm 2022, cam kết lãi suất 10% trên năm cho người nắm giữ. Tuy nhiên thì sau sự việc Luna USD sụp đổ thì nhu cầu sử dụng USN tan biến dần. Đến tháng 10 cùng năm thì dự án đã bị khai tử. Near Foundation và dự án EVM trên đó là Aurora đã phối hợp và chi ra 40 triệu đô để mua lại toàn bộ số lượng USN ở trên thị trường, cam kết cho người nắm giữ là giá của USN luôn giữ chốt 1 đô la Mỹ.
Tiếp theo thì sàn FTX đã phá sản vào tháng 11 năm 2022. Một trong những đồng tiền bị thanh lý chính là USN. Theo đó thì Wintermute đã mua lại 11,2 triệu USN từ FTX với giá là 11 triệu đô. Sau đó thì liên hệ với Near Foundation và Aurora để quy đổi số stablecoin này về lại USDT. Wintermute thì khẳng định đã được Near Foundation và Aurora xác nhận giao dịch rồi chuyển lại stablecoin cho Aurora vào tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên, sau 2 tháng rưỡi thì Market Maker này vẫn chưa nhận lại được số tiền như đã giao kèo. Cuối cùng thì Near Foundation và Aurora đã liên hệ trở lại và nói rằng họ chỉ có thể trả lại 20% giá trị của lượng stablecoin USN đó. CEO của Wintermute thì cho rằng đã cố gắng đàm phán lại, thậm chí chấp nhận phần tiền chênh lệch dưới dạng token là Near bị khóa, xong không được Near Foundation chấp nhận. Điều này thì đồng nghĩa với việc là Wintermute sẽ lỗ đến khoảng 80% giá trị thỏa thuận quy đổi stablecoin USN, tương đương với khoảng là 8 triệu đô la Mỹ. Wintermute thì dọa sẽ có hành động pháp lý chống lại Near Foundation và Aurora để đòi lại phần tiền đúng như giao kèo ban đầu. CEO của Wintermute thì tiết lộ Market Maker của mình hiện không có vị thế đầu tư nào với Near và không có dự định short đồng tiền này. Kết thúc bài đăng trên thì ông này một lần nữa kêu gọi Near Foundation tôn trọng thỏa thuận giữa hai bên và hoàn tất giao dịch quy đổi USN. Nếu không, Wintermute sẽ chuyển sang chế độ thù địch trên mọi mặt trận. Giá của Near thì đang giảm hơn 8% vào sáng ngày 8 tháng 11. Dù trước đó thì đồng tiền này đang tăng trưởng lên đến hơn 70% trong giai đoạn phục hồi của thị trường từ giữa tháng 10 đến tháng 11 nhờ vào tin tức hợp tác với NIM. Về phía Aurora thì cũng đã đưa ra phát ngôn chính thức về vụ việc. Theo đó thì tuyên bố chương trình quy đổi USN và USDT là chỉ dành cho những người dùng và nhà đầu tư chân chính ở trên hệ sinh thái của Near Protocol mà đã sử dụng USN với chức năng vốn có. Việc Wintermute mua lại USN từ FTX, sau đó lại đòi Near Foundation và Aurora đuổi sang USDT sau gần 1 năm kể từ ngày chương trình bắt đầu thì được xem như là một hành vi trục lợi để kiếm lời. Và phía Near cũng như là Aurora đã quyết định không đáp ứng đòi hỏi từ phía Market Maker này. Đáp trả lại thì CEO Wintermute đã đòi Aurora giải thích về việc hai giao dịch test đã được thực hiện trước đó vào tháng 8, cho thấy dường như đã có thỏa thuận khác giữa đơn vị này với một tổ chức nào đó ở trên thị trường. Drama này sẽ đi về đâu? Coi 68 TV sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới cho anh em cho những số tiếp theo nhé. Thông tin kế đến là Orderly Omnichain triển khai Mainnet. Theo thông báo đăng tải vào ngày 2 tháng 11 thì sàn DEX Orderly Network cho biết đã triển khai giao thức thanh khoản liên blockchain của mình là Orderly Omnichain ở trên Mainnet, cung cấp thêm một hạ tầng quan trọng cho hoạt động giao dịch phi tập trung. Orderly Omnichain thì đặt mục tiêu giải quyết vấn đề phân mảnh thanh khoản trên nhiều blockchain khi mà tạo ra số lượng lệnh giao dịch chung, tập hợp tất cả các thanh khoản on-chain về một nền tảng duy nhất, sử dụng công nghệ của Layer Zero. Hoạt động giao dịch trên Orderly Omnichain thực chất chỉ là truyền đạt thông tin dữ liệu, trong khi tài sản của người dùng thì vẫn được giữ an toàn ở trong vào của blockchain gốc. Blockchain đầu tiên được Orderly hỗ trợ mở vào đó chính là Arbitrum. Orderly tự tin là có thể mang lại trải nghiệm giao dịch và thanh khoản tương tự như một sàn SEC nhưng mà lại giao diện và môi trường như DeFi. Theo tiết lộ của Orderly thì sàn DEX WooFi của Wu Network thì là dự án đầu tiên sử dụng Orderly Omnichain cho Arbitrum và đã bắt đầu thử nghiệm ở trên những tuần qua với khối lượng giao dịch đạt mốc là hàng tỷ đô. Và sau những tin chính vừa rồi thì anh em hãy cùng Irene điểm qua một vài tin vắn đáng chú ý trong tuần nhé. Thông tin đầu tiên là chủ ngân hàng LHV đứng trước nguy cơ mất trắng 472 triệu đô. Nhà sáng lập của ngân hàng LHV đến từ Estonia thì đang nắm giữ trong tay số Ethereum trị giá lên đến 478 triệu đô. Chớ trêu thay thì ông này làm mất private key nên không thể truy cập vào vì đang cất giữ số tài sản này. Nếu tính dựa trên mức giá UTHAM 2 của Ethereum vào tháng 11 năm 2021 thì ví của ông này đã từng có giá trị lên tới mức là 1,22 tỷ đô. Đấy là còn chưa kể tới 6,5 triệu đô USD token mà ông này nhận được từ các đợt airdrop. Mặc dù khá là hy hữu thế nhưng chúng ta cũng đã từng bắt gặp những trường hợp đáng tiếc tương tự như trên vào cuối tháng trước. Cựu CTO của Ripple là Stephen Thomas thì cũng tưởng chừng đã đánh mất khoảng Bitcoin trị giá 244 triệu đô la Mỹ sau nhiều năm. Mới đây thì ông này đã được một công ty bảo mật đề nghị tìm lại mật khẩu để giải cứu số Bitcoin trên. Tin vắn thứ hai là hơn 400 token Grok đã xuất hiện để ăn theo trào lưu chatbot AI mới của Elon Musk.
Tuy mới chỉ ra mắt chưa đầy 2 ngày tuổi, thế nhưng đã có hơn 400 token có tên là Grok khác nhau được các nhà phát triển ẩn danh phát hành để dựa trên sức nóng của Grok, dịch vụ chatbot trí tuệ nhân tạo AI mới từ công ty xAI thuộc sở hữu của Elon Musk với tổng vốn hóa thị trường lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ, cho phép những nhà đầu tư mạo hiểm đạt được lợi nhuận hàng trăm lần so với tổng số tiền đầu tư ban đầu của họ. Giá của nhiều token Grok thì đã tăng đột biến ở trên các blockchain khác nhau. Theo dữ liệu on-chain thì cho thấy token Grok đầu tiên thì được phát hành vào sáng ngày 5 tháng 11 năm 2023 ở trên mạng lưới của Ethereum, và chỉ chưa đầy 24 giờ, token này đã nhanh chóng đạt mức vốn hóa thị trường lên đến 10 triệu đô với hơn 4.200 người nắm giữ, cùng với số lượng giao dịch vượt ngưỡng là 6 triệu đô la Mỹ trên ngày. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng điểm qua những tin tức hot về thị trường crypto và blockchain trong tuần đầu tiên của tháng 11. Anh em nghĩ sao về những thông tin này, và anh em có muốn chia sẻ những thông tin nào đáng chú ý hơn nữa không? Hãy cùng comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!